Alo, Em nghe chị ơi. Dạ. của em là phần giá thành đúng không? Vâng ạ, kế toán giá thành ạ. Giá thành sản xuất đúng không? Chưa biết làm Vâng à? ạ. Em chưa ạ. Chị giúp em nghe vậy. Quy trình nhá, quy trình giá thành rất Vâng. đơn giản. Đầu tiên là em lập định mức. Được Vâng, chưa? lập định mức. Rồi ạ. Đâu rồi? Rồi, file Đây. chị nhé, bảo xong. Đây đây. Đây đây file Đây. này đây chị ạ. Đầu tiên là em lập định mức thì đây là mã thành phẩm à? Thành phẩm sẽ ký hiệu Vâng. HH. Thành phẩm thì phải ký hiệu TP chứ, nhưng dễ chứ. Vâng, thế chắc lại lúc đầu tiên em nhập là hàng hóa không một rồi. Ừ Cứ thôi thế kệ nó cũng đi, được chứ. nó chỉ là ký Vâng. hiệu thôi, được chưa? Vâng. Thế để làm Rồi lên ạ. được cái máng lót ống đồng này thì em cần những nguyên vật liệu nào? Thì đây là Chị em chỉ thì cần mỗi nhựa thôi đúng không? Vâng, đúng rồi ạ, nguyên vật liệu là nhựa. Ok, rồi sau khi lập định mức xong, lập định mức làm gì? Để nó tính là tiêu hao trên một đơn vị sản phẩm này là cần bao nhiêu nguyên vật liệu. Sau khi có cái định mức tiêu hao đấy rồi thì em sẽ vào cái khai báo lệnh sản xuất. Khai báo như nào? Tức là cái lệnh sản xuất em sẽ căn cứ vào hóa đơn ấy. Hóa đơn sản xuất của em ấy. Chị ví dụ như là cái hóa đơn đầu tiên là lệnh sản xuất 001. Được chưa? Đấy, ngày bao nhiêu? Ngày em cần sản xuất là ngày bao nhiêu? Ngày mùng 6 tháng 4 Ngày mùng 6 tháng 4 năm 2022 đúng không? Được chưa? Thế còn mã thành phẩm là em muốn sản xuất thành phẩm nào thì em sẽ nhấn vào cái chữ tìm kiếm này. Em chọn, thì chị đó ví là dụ là sản xuất đó. 01 đi. Được chưa? Đúng rồi ạ. Rồi ạ. Ok, 01. 01 thì là em sẽ cần là làm sản xuất ra bao nhiêu cái máng? 5.000 cái ạ. 5.000 5.000 cái cái ạ. đúng không? Em điền Vâng ạ. 5.000 mã 5.000 cái ở đây, được chưa? Rồi ạ. Rồi Sau ạ. khi lập lệnh sản xuất để nó biết là em cần sản xuất bao nhiêu mã sản phẩm này rồi thì bắt đầu em mới lập lệnh sản xuất. Lệnh sản xuất này nó sẽ có cái chức 002, để chị gõ lại, này nó đang theo dữ liệu cũ, chị gõ lại cho em. Đó, cái lệnh sản xuất này nó sẽ có chức năng gì? Nó sẽ tính toán dựa vào cái định mức trên một đơn vị sản phẩm của em. Nó nhân với cái số lượng sản phẩm em cần sản xuất để nó tính ra được cái số tổng nguyên vật liệu em xuất cho cái sản phẩm này để Rồi sản ạ. xuất là hết bao nhiêu. Mục đích Vâng. chủ yếu là để nó tính ra tổng chi phí nguyên vật liệu để sản xuất ra cái sản phẩm này là bao nhiêu. Thì bắt đầu là em sẽ làm gì? Em sẽ làm một cái thao tác để nó cập nhật cái dữ liệu này lên phiếu xuất kho. Đấy, thì cập nhật lên phiếu xuất kho xong thì em sẽ nhấn lập phiếu xuất kho ở đây. Em nhìn thấy chưa? Nó đã tự động chạy lên rồi. Vâng. Nó tự động chạy lên rồi. Và sang cái tab thống kê này nó đã tự động chạy lên như thế này rồi. Đó là phần mềm bọn chị là anh nhẽ cái này, anh nhẽ cái phiếu xuất kho này là em sẽ phải cái bước cuối cùng là em phải lập được cái phiếu xuất kho này và điền được cái lượng này. À, đấy, nhưng mà trong trường hợp ở đây của em là cái nguyên vật liệu cấu thành nó ít. Chứ nhiều doanh nghiệp một sản phẩm nó cấu thành bởi chục cái nguyên vật liệu. Mà sản xuất một đợt là 10 sản phẩm thì nó phải ra 100 cái nguyên vật liệu mã hàng khác nhau. Thì cái khâu mà lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu này mất rất nhiều thời gian. Nên là chị phải lập cái quy trình là từ định mức phần mềm nó sẽ tự tính ra được cái tổng nguyên vật liệu tiêu hao cho từng sản phẩm. Thì khi em lập lệnh sản xuất cho mã sản phẩm nào thì phần mềm nó sẽ cập nhật ra được cái lượng nguyên vật liệu tiêu hao tương ứng với cái số lượng sản phẩm em cần sản xuất. Được chưa? Đấy, Rồi ạ. sau khi mà em đã xuất ra được cái lượng, cái phần đơn giá và thành tiền này em bỏ trống. Bởi vì sau này là mình sẽ tính được giá vốn của nó, cái chi phí nguyên vật liệu thông qua cái gì? Cái đơn giá này làm nào em biết được? Đây là đơn giá là giá vốn đúng không chị? Không phải giá vốn. Đây là nguyên vật liệu mà. Đây là xuất nguyên vật liệu mà. À thì chắc là đơn giá là thuộc vào ở trong kho. Đúng rồi. Nên là khi xuất kho nguyên Trong vật liệu em chỉ cần điền số lượng thôi, còn cái đơn giá và thành tiền thì sau này mình tính giá xuất kho nó sẽ tự tính lên cái chi phí nguyên vật liệu mà em cần sản xuất ra 5.000 cái sản phẩm này là gì. Được chưa? rồi ạ. Thế còn ở đây em chỉ cần điền cái ngày tháng mà em xuất vào để sản xuất là ngày nào. Ngày 16 tháng 4 năm 2022 ạ. Em làm thì em nó cũng phải hợp lý một chút, bởi vì là em làm thì em cũng phải hợp lý một chút, bởi vì là sao? 06 04 04 2022. Em làm em phải hợp lý một chút bởi vì sao? Không phải xem cái lượng hàng của mình sản xuất trong bao lâu nó mới xong. Chứ không phải là thực tế là phải nửa tháng mới xong mà anh xuất ở trên phần mềm buổi sáng xuất chiều anh đã xong luôn là nó vô lý. Hiểu không? Tại vì cái lượng hàng này em cũng ít mà hóa đơn em xuất ngày mùng 8 thì em để ngày mùng 6. Ừ, ý là chị giải thích như vậy để cho em Rồi hiểu ạ. cái bản Vâng. chất của nó em xử lý thôi. Hiểu chưa? Vâng ạ.
Ok, thế cái người nhận này có thể là một cái người nào đấy, nhân viên. Ở bên dưới cùng ấy ạ. Nhân đây, viên. Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Việt đấy ạ. Nguyễn Văn Việt, Đấy. được chưa? Đó, thế Rồi xong ạ. rồi mình nhấn lưu là xong thôi. Thế là em Chọn lưu nhân xong cái viên. phiếu xuất kho. Được chưa? Lưu xong Vâng phiếu ạ. xuất kho. Lưu xong phiếu xuất kho nguyên vật liệu, thế thì mình lại làm một bước nữa là lập phiếu nhập kho. Cập nhật cái phiếu nhập kho này. Cập nhật phiếu nhập kho, em biết lập phiếu nhập kho cái gì không? Chứng nhập kho thành phẩm đó chị. Đúng rồi, mình phải sản xuất xong, mình xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm xong thì mình phải nhập kho cái mã thành phẩm đấy để có lượng thành phẩm thì mình mới bán được. Chứ không sản xuất ra làm sao có mà bán. Thì em chỉ cần nhấn vào cái chữ lập phiếu nhập kho thì phần mềm nó sẽ tự động hạch toán luôn cho em cái phiếu nhập kho như thế này. Và cái mã nhân viên này thì em cũng điền Cho cảnh đi bên dưới ạ. Đây. cảnh, được chưa? Thế xong cái chỗ này là cũng là ngày mùng 6 tháng à, ngày mùng 8 à? Cho ngày 08 đúng ạ. 08 04 03 năm 2022. 04 ạ. 08 04 2022 ạ. À 08 04 Vâng. 2022. Xong rồi thì bắt đầu là mình nhấn lưu. Được chưa? Lưu xong Rồi rồi ạ. thì là xuất kho nguyên vật liệu xong rồi, nhập kho thành phẩm rồi. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là gì? Mình cái phiếu xuất kho thì mình sẽ phải vào cái tổng hợp nhập xuất tồn. Mình vào tổng hợp nhập xuất tồn để mình xem là đấy vừa nãy mình xuất 165 cái nguyên vật liệu này và 5.000 nhập kho 5.000 cái mã thành phẩm này này. Thì em sẽ phải cập nhật cái giá xuất kho ở cái sổ tổng hợp nhập xuất tồn này để nó lên được cái giá trị của cái gì? Của cái nguyên vật liệu mình xuất ra. Đúng rồi, để nó lên cái giá trị của nguyên vật liệu mình xuất ra. Đấy, nó lên được cái giá. Chứ còn thành phẩm thì đã lên được giá trị nhập kho chưa? Chưa. Thế làm nào Tại để vì lên được giá trị nhập kho thành phẩm? thì còn tính các chi phí khác, ví dụ như chi phí nhân công hoặc chi phí sản xuất chung. Đúng rồi, thì mình phải tính giá thành em ạ. Thế nên mới phải tính giá thành. Thế thì cái quy trình của sản xuất là gì? Đầu tiên là lập định mức để xuất nguyên vật liệu. Sau khi xuất nguyên vật liệu xong thì em phải vào cái nhập liệu chi tiết này để em hạch toán chi phí nhân công, chi Đây phí em sản có xuất đây. chung. Đấy, em hạch toán nhân công chưa? Em nhận quà đây, em trả tiền lương đây. Nhưng mà em phải trích lương tính về chi phí của doanh nghiệp, chứ nợ 154 có tài khoản 334 chứ. Đây em mới trả thôi, em chưa tính về chi phí ạ. À, còn 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 trích lương nữa đúng không? Ôi ơi, thế nó có phải chi phí của doanh nghiệp không? Có đúng Thế không? không hạch toán về chi phí thì làm sao mà phản ánh đủ chi phí của doanh nghiệp được? Đây mới là trả lương. Nợ 642 có Không phải 34 đúng không 642, chị? 642 là cho bộ phận quản lý. Còn nếu cái bộ phận đội nhân công sản À xuất đây thì phải đây là nợ nhập công 154. 154 Đây, chị ví dụ chị làm luôn là 31 tháng 3 đi. Chị hướng dẫn luôn. ạ. 2022 chị quay video luôn để cho những cái bạn khác đến cái phần giá thành này các bạn ấy tự làm được, chị đỡ phải hướng dẫn lại nhiều. Thì cái chỗ này em sẽ nợ 154. À quên, chỗ này là trích chi phí nhân công Sản xuất. tháng 3 năm 2022 chẳng hạn. Chị ví dụ như vậy, được chưa? Cái nhân công này em có thể vào nghiệp vụ khác để em hạch toán, nhưng mà nó đơn giản thì mình có thể gõ thẳng ở đây cũng được. Được chưa? Ok ạ. Nợ Rồi ạ. 154 này. Có 334 này, số tiền là bao Ba ba nhiêu? tư. Đây Này. à? Vâng, 16 triệu đây à? 6 triệu. 6 triệu thôi chị À ạ. 6 triệu Đây là thôi nhé. đúng không? Vâng, 6 triệu. Thế còn lại là bộ phận văn phòng à? Đâu, đây là ba cái này là em trả lương theo quý chị ạ. À. Ok, chị cứ Theo ví quý dụ đấy. đi, chị ví dụ đi Vâng. để cho em hiểu cái quy trình. Sau này em sẽ Vâng. tự tự làm cho nó đúng bản chất cho chị. Các khoản mục chi phí ở đây em phải chi tiết ra cái khoản mục chi phí này là nhân công trực tiếp. Nó là nhân công mà. Được Rồi, chưa? đúng rồi. Thế em có biết là Rồi nó ạ. sản xuất này là nó sản xuất cho cái sản phẩm nào không? HH01 hay là mấy sản phẩm liền? Tự trong kỳ cùng với nhân công đấy nhưng nó làm nhiều sản phẩm thì sao? Vâng thì lại để phân bổ ra. Đúng rồi, thì bây giờ ý chị ở đây là nhân công này là sao? Là làm cho một cái sản phẩm hay nhiều sản phẩm? Nhân công đấy là làm cho 5 loại 4 loại sản phẩm ở Thế trong thôi cái chị. quý đấy chị. Thế thôi chị bỏ trống nhá. Vâng. Bỏ trống thì sau này đấy, sau ngoài ra thì còn có chi phí khấu hao các kiểu đấy. Khấu hao thì em sẽ phải vào đâu? Nếu mà có khấu hao thì em vào cái bảng phân bổ chi phí hoặc là khấu hao tài sản cố định. Nếu mà có chi phí ấy, thì em sẽ điền tài khoản chi phí ở đây. Nếu nó là phục vụ cho bộ phận sản xuất thì chi phí ở đây là 154. Còn ở đây là 154. 6422, chi phí quản lý thì em cho vào 6422. Tương tự với tài sản cố định cũng thế. Tức là
sau em tức được cái chỗ phân bổ chi phí hoặc là tài sản cố hao cố hao tài sản cố định ấy, nó chẳng hiện ra từ tháng tháng một như đợt trước ấy. Đây tháng này thôi em. Em chọn ở đây mà. Cái này em phân bổ trong 12 tháng mà từ tháng 1 năm 2022 ghi tăng rồi thì làm sao đến tháng 1 năm 2023 còn nữa. Chị ví dụ là năm 2023 đi chẳng hạn, chị đang ví dụ như này. Được chưa? Thì khi mà mình quay ra menu, mình quay vào thì nó sẽ tính ra được cái giá trị phân bổ trong kỳ. Và em phải điền ở cái tài khoản chi phí này, tức là cái công cụ dụng cụ này nó dùng cho bộ phận nào. Đấy, dùng cho bộ phận nào thì mình phải điền cái tài khoản chi phí ở đây. Và em chỉ cần chọn tháng cần phân bổ, em nhấn cái phân bổ chi phí này thôi. Chị đang ví dụ, tí nữa em có thể xóa đi. Em nhấn vào phân bổ chi phí này thôi thì lập tức nó sẽ tự động hạch toán sang bên này là nợ 6422 cái giá trị phân bổ trong cái tháng đó. Cái tháng đó. Ừ. Còn tài khoản chi phí mà em để là 154 ấy thì nó sẽ tự động hạch toán 154. Hiểu chưa? Ok ạ. Đó. Thế thì xong rồi. Chị ví dụ là em có chi phí nhân công rồi, có chi phí sản xuất chung rồi, chi phí nguyên vật liệu rồi, thì em tính giá thành như thế nào chị hướng dẫn luôn để làm mẫu rồi xong sau rồi em sẽ làm tương tự nhá, để đỡ hỏi lắt nhắt, được chưa? Còn nếu trong quá trình làm mà không hiểu thì lại gọi chị. Bây giờ em sẽ vào cái bảng tính giá thành sản xuất đó, vào cái bảng tính giá thành sản xuất và em sẽ phải cập nhật các cái mã thành phẩm vào cột mã này. Em sẽ chọn vật tư, nhấn vào cái ô đầu ô dòng 13 này ở cột mã vật tư này, chọn vật tư này. Đấy, em có thể tích chọn một loạt các cái mã thành phẩm của em. Em hiểu không? Tích chọn hàng loạt các cái mã thành phẩm của em để cho nó hiển thị hết các cái mã mà em cần tính giá thành ở đây. Đó, xong em nhấn chọn. Xóa cái cột đơn vị tính này đi cho chị. Đấy, thì bắt đầu là nó sẽ làm sao đấy? Nó sẽ tính ra cho em là được cái chi phí nguyên vật liệu này. Nhìn thấy chưa? Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp đây, tại vì nó có mỗi một cái sản phẩm này thôi. Nhân công nó sẽ phân bổ theo nhân công hoặc sản xuất chung thì nó sẽ phân bổ theo tỷ lệ nguyên vật liệu trực tiếp. Nhưng mà tại vì ở đây em mới xuất được một cái phiếu xuất kho nguyên vật liệu thì coi như nó nghĩ là nó đang tính được rằng là toàn bộ cái nhân công này sẽ dùng cho cái sản phẩm này luôn. Hiểu không? Vâng ạ, em hiểu rồi. Đó. Em nhập nốt những cái lệnh sản xuất tiếp theo. Ừ, đấy. Thì nó sẽ phân bổ ra, đúng rồi, chính xác luôn. Thế thì ở đây nó sẽ tính ra cho em được cái giá thành đơn vị này. Em nhìn thấy chưa? Rồi ạ. Giá thành đơn vị này. Thế chị giả sử tính ra được cái giá thành đơn vị thì em chỉ cần nhấn vào cái chữ cập nhật giá nhập kho thành phẩm ấy. Cập nhật giá nhập kho thành phẩm. Thì nó lập tức nó sẽ chạy lên cái giá nhập kho. Em nhìn thấy chưa? Tự nhiên cái đơn giá nhập kho thành phẩm sau khi mình vừa tính toán vừa rồi ấy, nó sẽ nhập lên đây và nó đã lên được cái giá thành của thành phẩm rồi đây này. Nhìn thấy chưa? Rồi, em nhìn rồi. Thế đây là mới là cái giá của gì thôi? Đây mới là giá nhập kho của thành phẩm thôi. Thế mai mốt mà em nhập cái chứng từ bán hàng ấy, nhập chứng từ bán hàng ấy thì nó lại chưa tính được giá vốn, đúng không? Rồi. Em nhập chứng từ bán hàng thì nó lại chưa tính được giá vốn, bởi vì sao? Mình nhập chứng từ bán hàng thì nó mới phản ánh doanh thu thôi mà. Tức là em sau này em nhập chứng từ bán hàng xong thì em sẽ phải vào cái sổ tồn kho, em cập nhật. Ví dụ ở đây, chị ví dụ ở đây luôn nhá, 5.000 là 15 triệu chẳng hạn. Chị ví dụ chị nhập một cái bút toán hoàn chỉnh luôn. Rồi. Cho một cái chứng từ bán hàng. Tí nữa em vào nhập liệu với nhập xuất em xóa những cái dòng thừa mà chị nhập thêm đi nhá. Vâng ạ. Ừ, đấy. Thế xong rồi cái phần giá vốn đây, phần thuế đây. Đấy. Chị giả sử nó như thế này, chị lưu cái chứng từ bán hàng này. 8 tháng 4 đi. Rồi cứ tí nữa em sửa cái đấy. Đây. Thì khi em nhập chứng từ bán hàng xong, thì nó mới lên số lượng thôi, chứ còn cái thành tiền của cái thành phẩm này thì như nào? Thành tiền của thành phẩm này thì em lại phải vào cái phiếu cái tổng hợp tồn kho để em cập nhật cái giá xuất kho của thành phẩm một phát nữa. Đấy. Thì nó mới lên được cái sổ tổng hợp nhập xuất tồn này, được cái giá vốn và cái giá vốn của thành phẩm đây. Thì lúc này cái giá vốn của cái chứng từ bán hàng là nó mới cập nhật lên, thì bắt đầu là em mới kết chuyển lãi lỗ được. Hiểu quy trình chưa? Rồi, em hiểu rồi ạ. Đơn giản đúng không? Vâng, để em thử làm mấy cái lệnh sản xuất tiếp theo nhé, khi có gì thì chị lại hướng dẫn em nhé. Ừ, ok. Nào mà chưa hiểu em lại điện ạ. Ừ, ok. Rồi, em cảm ơn chị ạ.